Xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 11, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20, tiết số 1, vở bài tập môn toán lớp 2, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình của bộ môn toán lớp 2 thầy đã làm cho các em rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để chúng ta học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 43 nào. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ đến với cái tiết 1 của bài hôm nay nè. Bài số 1 câu A này thì yêu cầu mình là tính. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là 11 trừ đi 4. Vậy thì người ta đã làm mẫu nè. Tách 11 sẽ bằng mấy? 10 cộng với 1. Đúng không? Đó, nhớ là chúng ta sẽ sử dụng gì? Tách 10 cộng với 1 này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy số hạng thứ nhất này, 10 trừ đi 4 thì còn mấy các em? Bằng 6 này, đúng không? Đó, 6 bây giờ chúng ta cộng với mấy đây? Cộng với 1. 6 cộng 1 thì bằng 7, đúng không? Vậy 11 trừ 4 sẽ bằng 7. Được chưa? Đó, rất là dễ dàng đúng không các em? Rồi, sang câu thứ 2. Câu B này, 12 trừ đi 3. Vậy họ cũng đã hướng dẫn này, tách con số 12 này này ra thì sẽ bằng bao nhiêu? 12 thì sẽ bằng 10 cộng mấy nhỉ? À đúng rồi, 12 thì sẽ bằng 10 cộng 3, đúng không? Đó, 10 cộng với 3 đúng chưa nào? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy 10 trừ đi mấy đây? 10 trừ đi 3, đúng không? Lấy số hạng thứ nhất, 10 trừ 3 thì bằng 7, được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ lấy kết quả của phép trừ là 7 cộng với mấy đây? Cộng với 3 này, đúng không? Vậy thì 7 cộng với 3 thì bằng mấy các em? Bằng 10, đúng không? Vậy 12 trừ 3 sẽ bằng 10, được chưa? Đó, xong bài số 1 nhé. Được chưa các em? Rồi, mình sẽ sang bài số 2. Đó là tính nhẩm nè. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng cái cách mà tách số như ở bài số 1 đây này. Các em sẽ tính nhẩm ở đây cho thầy. Chúng ta sẽ có này, 11 trừ 2. Đó, vậy thì thầy sẽ viết nháp ở đây cho các em xem nhé. 11 trừ 2, chúng ta sẽ tách cái anh 11 này ra nè. 11 đây nè. Thì chúng ta sẽ tách ra bằng mấy? Bằng 10 nè. Cộng với mấy đây? Cộng với 1. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ lấy là cái gì? 10 trừ đi mấy? Trừ đi 2 thì bằng mấy đây? Bằng 8. Giờ 8 chúng ta lại cộng với mấy? 8 cộng với 1 sẽ được số mấy? Số 9. Như vậy 11 trừ 2 sẽ bằng mấy các em? Bằng 9. Đúng không? Vậy thì đây là một cách chúng ta có thể tách ra như thế này. Hoặc chúng ta sẽ áp dụng cách thứ hai. Đó là các em làm gì nhỉ? Đếm gì? Đếm lùi, đúng không? Với những cái số mà trừ nhỏ như thế này chúng ta có thể đếm lùi được nè. 11 nè. Chúng ta trừ đi 2, tức là chúng ta sẽ đếm lùi đi mấy? 2 đơn vị. Đúng không? Vậy 11 ta đếm lùi nè, 10, 9. Đó, vậy thì đây sẽ là số gì? 9 nè. Đấy, vậy thì đấy là hai cái cách thầy hướng dẫn để chúng ta nắm nhé. Rồi, tương tự như cái cách tính vừa rồi, chúng ta có thể nhẩm được 11 trừ 6 sẽ được kết quả là mấy các em? 11 trừ 6 sẽ được là 5. 11 trừ đi 7 sẽ được kết quả là 4. Được chưa? Đó, các em cứ dừng video lại làm, sau đó đối chiếu kết quả với thầy nhá. 11 trừ 5 chúng ta sẽ được kết quả 6. 11 trừ 8 chúng ta sẽ được là 3. 11 trừ 4 chúng ta sẽ được là 7. 11 trừ đi 3 các em sẽ được kết quả là 8. 11 trừ 9 sẽ là 2. Và 11 trừ đi 1 chúng ta sẽ được kết quả là mấy? 10. Được chưa? Đấy, như vậy đây chính là gì? Kết quả tính nhẩm của bài số gì? Số 2. Nếu em nào có kết quả khác thì kiểm tra xem mình bị nhầm ở chỗ nào nhé. Có thể các em nhầm ở chỗ nào thôi, đúng không? Rồi,
Mình sẽ sang bài số 3 này. Nối theo mẫu. Vậy người ta làm mẫu ở đây nè. Các em nhìn nè, ở trên là những chú ong này, ở dưới đây là những chú ong này. Hay là chị ong no 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 no, chị bay đi đâu, đi tìm ông mặt trời đây đúng không? Đấy. Vậy thì những chú ong ở trên và những chú ong ở dưới này đang đi tìm những bông hoa hay là gì? Ông mặt trời. Đấy, nói vui thôi nhá. Vậy trên mình những chú ong này có các phép gì? Phép tính. Chúng ta sẽ xem các phép tính này có kết quả bao nhiêu thì chúng ta sẽ nối với các bông hoa mang các con số của nó. Được chưa? Ví dụ ở đây, họ đã làm mẫu 11 trừ đi 6. Vậy thì ở đây sẽ bằng mấy đây? Bằng 5. Như vậy, kết quả của phép tính chú ong này sẽ nối với bông hoa mang số 5. Rồi, bây giờ chúng ta nhẩm xem 12 trừ 3 bằng mấy các em? À, như vậy bạn nào cũng có thể biết 12 trừ 3 sẽ bằng 9. Vậy chúng ta sẽ nối... Nối gì? Nối phép tính của chú ong này với số mấy? Số 9 đây. Đó. Được chưa? Nhớ tìm cho đúng bông hoa nhé. Không có chú ong lại giận đấy. Cái chú ong buồn là không được đâu. 11 trừ 3 bằng mấy nhỉ? À, 11 trừ 3 các em nhẩm thì sẽ được mấy nhỉ? 8 đúng không? Rồi, vậy chúng ta sẽ nối bông hoa số mấy? Số 8 cho chú ong này. Đấy, bay vào đây cứ đi đâu vậy? Rồi, tương tự như vậy, 11 trừ 5 bằng 6. Đây, em quay đầu này em ơi, bông hoa số 6 của em đây mà. Đó, được chưa? 11 trừ đi 7 bằng 4. Như vậy, chúng ta sẽ nối cho chú ong này quay đầu về đây. 4 đây, 4 đây. Được chưa? Đấy, như vậy. Các em sẽ nối cho cái chú ong này nhá. Đó là gì? Số 4. Này, mất cái dấu của chú này rồi. Đây, số 4 nha. Rồi, tiếp theo 11 trừ đi 4 bằng 7. Như vậy chú ong này cần phải đến bông hoa số 7 đây này. Bay đi đâu thế? Rồi, dễ không? Rất đơn giản đúng không? Đấy, vậy thì các em phải nhớ được mẫu là kết quả phép tính trên từng cái chú ong này nè. Đó. Xem mỗi chú ong này mang cái kết quả là bao nhiêu thì chúng ta sẽ nối với cái bông hoa tương xứng với nó nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đến bài số 4. Bài số 4 người ta yêu cầu cái gì đây? Chúng ta cùng đọc bài nào. Tô màu vàng vào quả ghi phép tính có kết quả bé nhất. À, nhớ nè, kết quả bé nhất nè thì các em sẽ tô màu màu vàng. Màu xanh nè vào kết quả ghi phép tính có kết quả lớn nhất. À, tức là gì? Các em nhớ nè, mình sẽ tô màu vàng vào phép tính bé nhất, màu xanh vào phép tính kết quả lớn nhất. Vậy để tô được màu thì chúng ta phải làm gì? À, phải nhẩm xem phép tính ở đây nó bằng bao nhiêu đã. Giờ chúng mình sử dụng phương pháp đếm lùi hoặc là tách số để mình nhẩm xem 11 trừ 2 bằng mấy? 11 trừ 2 bằng mấy? À, 11 trừ đi 2 bằng mấy nhỉ? Bằng 9 đúng không? Đó. 11 trừ đi 8 thì bằng 3. Phải không? Rồi, 11 trừ đi 4 thì bằng 7. 11 trừ đi 9 thì bằng 2. Đó. Vậy chúng ta đã có kết quả của các phép tính ở đây. Bây giờ mình sẽ làm theo yêu cầu của đề bài này. Màu vàng và bé nhất. Bé nhất ở đây là mấy nhỉ? Đây là 9, đây là 3, đây là 7, đây là gì? 2. À, vậy các em sẽ tô màu vàng vào đâu? Màu vàng vào phép tính 11 trừ 9. Đúng không? Đó, chúng mình sẽ tô màu vàng vào đây nha. Đấy, chúng ta sẽ tô màu vàng
Không biết là cái màu này nó có nổi lên cho các em thấy không? Rồi, đây sẽ là màu màu vàng nha các em. Kết quả phép tính bé nhất. Toàn cái mất phép tính luôn rồi nhỉ. Đấy, vậy thì phép tính này của chúng ta là bao nhiêu? Phép tính này của chúng ta là 11 trừ đi mấy nhỉ? Trừ đi 9 đúng không? Đấy, chúng ta sẽ tô màu vàng nhé. Được chưa các em? Rồi, và màu xanh thì vào kết quả phép tính lớn nhất. Lớn nhất đâu? À đây, vậy chúng ta sẽ tô màu màu xanh. Vậy các em có thể chọn màu xanh nào cũng được. Nhớ đây là phép tính bao nhiêu? 11 trừ 2 nhé. Đó, chúng ta tô thì nó bị mất đi rồi. Tí nữa mình viết lại phép tính không sao. Khi tô màu nhớ là chúng ta sẽ tô từ đâu? Từ phía ngoài vào vào trong. Đấy, thầy sẽ tô. Đây là phép tính 11 trừ trừ 2, đúng không? Đó. Rồi, đến đây chúng ta đã hoàn thiện chưa? Xong chưa nào? Dễ như ăn kẹo thôi, đúng không? Đó. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong được tiết số 1 của bài bao nhiêu? Bài số 11 các em nhé. Đừng quên chia sẻ kênh và video của chúng mình cho các bạn đang học chung lớp, chung trường, ngồi chung bàn với mình nha. Rồi.